Tại Sở Văn hóa và Thể thao vừa diễn ra hội nghị triển khai công tác tổ chức môn karate trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 tại Ninh Bình. Môn karate trong chương trình đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 sắp tới. Có 39 đoàn tuyển tham dự với hơn 400 vận động viên tham gia tranh tài với nhiều nội dung thi đấu, gồm biểu diễn, quyền cá nhân và tập thể, đối kháng dành cho nam và nữ thuộc nhiều hạng cân. Tại hội nghị, các thành viên ban tổ chức đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch tổ chức giải với nhiều nội dung, cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, an ninh trật tự, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vệ sinh môi trường, tuyên truyền cho giải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng ngày, ban tổ chức giải Tràng An Marathon lần thứ 2 năm 2022 đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức giải. Đây là hoạt động thể thao quần chúng quốc tế thu hút sự tham gia của gần 3.000 vận động viên, trong đó có 147 vận động viên nước ngoài, thi đấu các cự ly 5 km, 10 km, 21 km, 42 km dành cho nam và nữ. Giải dự kiến khai mạc vào 15 giờ ngày 12 tháng 11 tại Cố đô Hoa Lư. Đây là lần thứ hai giải Tràng An Marathon được tổ chức sau lần đầu tại Ninh Bình vào năm 2018.